các game thủ bóng đá tại Việt Nam, từ Game Pass, Pro Evolution Soccer như đã đi sâu vào tâm khảm của những người hâm mộ. Kể từ những ngày còn là cậu bé lơ là ở các hàng quán PlayStation 1 cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, PES của Konami đã dần đánh mất vị thế vốn có của mình vào tay đối thủ lớn nhất đến từ EA Sports, từ game FIFA. Sự thua thiệt về mặt bản quyền hoàn toàn, những chế độ chơi đơn giản đến mức nhàm chán bị lặp đi lặp lại qua nhiều năm mà không có sự thay đổi. Một hệ thống gameplay thua xa đối thủ là những gì PES đem lại cho người hâm mộ của họ. Dù có thể phiên bản PES 2017 là phiên bản tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây, là nền tảng cho PES 18 và 19 tương đối thành công, nhưng để có thể đấu lại đại kinh địch đến từ nhà của EA, quả thực đội ngũ sản xuất của Nhật Bản vẫn chưa đủ tiềm lực. Đã quá lâu rồi kể từ thời PES 6 huyền thoại, phiên bản PES được đánh giá là xuất sắc nhất từ trước đến nay. Từ game bóng đá đỉnh cao của nhà Konami vẫn chưa thể tìm lại ánh hào quang vốn có của mình. Nhưng trong năm nay, với sự trở lại của một cái tên hoàn toàn mới, eFootball PES 2020, một cuộc cách mạng mới đã được bắt đầu, nơi người ta sẽ tin vào một sự lật đổ, một sự trở lại của kẻ từng là vua, như cái cách eFootball PES 2020 đặt slogan "The King is Back". Konami đã chính thức phát hành phiên bản demo cho các fan hâm mộ kể từ ngày 30 tháng 7, khá sớm so với ngày ra mắt của bản demo của FIFA là 10 tháng 9. Và sau khi bản chơi thử được tung ra, đã có những nhận xét khá tích cực cho tựa game thể thao con cưng của nhà Konami. Cho đến khi được chính thức phát hành toàn cầu vào ngày 10 tháng 9 trên cả 3 nền tảng là PS4, Xbox One và PC, người hâm mộ mới được trải nghiệm toàn vẹn siêu phẩm bóng đá của năm nay. Có thể nói, eFootball PES 2020 mang lại những trải nghiệm khác biệt mà những phiên bản trước đó không thể có được. Một trải nghiệm cực kỳ chân thực, mang lại tương lai tươi sáng cho tựa thể thao của Nhật Bản. Tên gọi mới, khởi đầu mới. Từ trước đến nay, PES Pro Evolution Soccer là tên gọi chính thức của tựa game bóng đá nhà Konami, hay trước đó có tên là Winning Eleven. Tuy nhiên, trong phiên bản lần này, công ty game của Nhật Bản đã có một cuộc cách mạng từ cái tên đã gắn bó cùng mình gần 20 năm qua. Thay vào đó, cái tên eFootball sẽ là tên chủ đạo của phiên bản mới này và sẽ đi cùng với series cho mãi về sau này. Nhưng để cho các fan gạo cội của tựa game này khỏi bỡ ngỡ, tựa game mới sẽ mang tên eFootball PES 2020. Có thể hiểu, eFootball PES 2020 sẽ là tựa game cuối cùng còn mang thương hiệu PES. Với cách đặt tên này, Konami hướng đến việc tạo ra một series game bóng đá mô tả chính xác nhất có thể của môn thể thao vua, như nghĩa của nó, bóng đá điện tử. Cơ chế vật lý hoàn toàn khác biệt. Nhà sản xuất Nhật Bản tự tin rằng, với sự giúp đỡ và tư vấn của huyền thoại Andres Iniesta trong chiến thuật lẫn các cơ chế vật lý trong game, thì phiên bản mới này sẽ là một sự lột xác hoàn hảo để các game thủ cảm nhận được sự chân thực trong từng pha chạm bóng. Những chuyển động vật lý thực tế mang lại sự đột phá lớn khi giờ đây, những siêu sao như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Neymar không còn xuất hiện quá nhiều những pha vặn sườn đối thủ trong tích tắc, chỉ với một pha chuyển hướng đơn giản. Điều khiển trái bóng trong PES 2020 giờ đây khó khăn hơn rất nhiều. Chẳng hạn, cơ chế First Touch đỡ một chạm của tựa game này sẽ tùy thuộc vào khả năng của từng cầu thủ, từng tình huống cụ thể trên sân hoặc đến từ lực đường truyền của những đồng đội. Sẽ thường xuyên xuất hiện những pha đỡ bóng văng xa cả mét như ngoài đời nếu như chuyền bóng của đồng đội hay khả năng đỡ bóng một chạm của cầu thủ đó không đủ tốt. Đây là điểm cải tiến đáng giá của PES khi những phiên bản trước chỉ cần nhận một đường chuyền từ đồng đội là bóng tự động dính vào chân của cầu thủ như keo, mang lại cảm giác thiếu đi sự thực tế so với những pha bóng ngoài đời thực. Những khoảng delay nhỏ sẽ xuất hiện trong những tình huống xử lý bóng, chẳng hạn như việc xoay người thoát pressing hay đảo hướng, dù cho đó là những cầu thủ mang chỉ số kỹ thuật cao đi chăng nữa. Cơ chế thăng bằng cũng được làm lại. Giờ đây, trong những pha va chạm, tùy vào tình huống cụ thể và trọng tâm mà cầu thủ có thể té hoặc giữ thăng bằng, sẽ có những pha đưa vai chắn bóng và đỡ bóng bằng cách mở rộng chân sâu, hệt như đời thực. Cách quả bóng chuyển động trên sân cũng mang lại sức nặng rõ ràng hơn so với PES 19. Nếu ngày trước chỉ cần sử dụng R2 cùng với hướng di chuyển, chúng ta có thể tạo ra những pha qua người cơ bản. Còn ở phiên bản của năm nay, nút R2 trong việc rời bóng được loại bỏ, thay vào đó là việc sử dụng R3 để điều khiển quả bóng với cơ chế rời bóng mang tên Finesse Ripple. Một tính năng mới được bổ sung vào gameplay của PES 20 là Dummy Kick, có nghĩa là cầu thủ có bóng sẽ đặt trụ ngang, giả sút để tung ra một pha chọc khe lên cho đồng đội. Kiểu chuyền bóng này hay còn được gọi với cái tên Pinocchio Pass hay còn gọi là Disguise Pass. Nó thường xuyên được Sergio Busquets sử dụng trong các trận đấu ngoài đời thực. Tính năng này được kỳ vọng sẽ tạo nên những bài tấn công hiệu quả cho người chơi. Cũng trong phiên bản game này, các game thủ sẽ mất khá thời gian để làm quen với các cơ chế vật lý mới. Mọi thứ sẽ không còn hề dễ dàng như PES 19, rời bóng khó hơn, tạt bóng, phạt góc cũng khó hơn và đá phạt cũng không hề đơn giản như trước, bởi Konami đã thay đổi cơ chế trong game và nâng độ thông minh của AI lên cao hơn trước. Lấy ví dụ, trong một pha tranh chấp tay đôi, cầu thủ phòng ngự giờ đây sẽ không còn những tình huống đánh chặn ngọt như các phiên bản tiền nhiệm, mà họ sẽ có những tác động mạnh lên cầu thủ tấn công để đoạt lại bóng. Tác động này có thể là huýt vai, kéo tay, kéo áo hay thậm chí là vả vào mặt để giành lại bóng, được kết hợp lại thành các chuỗi chuyển động sao cho sát với thực tế nhất có thể.
Dù được khắc phục ít nhiều hơn các phiên bản PES tiền nhiệm, tuy nhiên PES 20 vẫn gặp trường hợp cầu thủ bị ngáo bất thường trong những tình huống nhất định. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là một tựa game và nhà phát hành không thể kiểm soát hoàn toàn 100% những gì diễn ra trên sân. Một Master League có hồn hơn rất nhiều. Master League, chế độ chơi mà các fan trung thành của PES luôn phải kêu ca nhà phát hành Konami vì không chịu thay đổi, giờ đây đã có một cuộc lột xác ngoạn mục. Có lẽ công ty game của Nhật Bản đã biết lắng nghe người chơi và sự thay đổi lớn của Master League ở eFootball PES 20 sẽ được thiết lập lại với một cơ chế quản lý hoàn toàn mới. Những thứ quan trọng trong chế độ này như tiền lương, chuyển nhượng, các sự kiện trong và ngoài trận đấu, cũng như biểu lộ được mối quan hệ giữa huấn luyện viên và cầu thủ với nhau. Chẳng hạn như thị trường chuyển nhượng sẽ được áp dụng bởi các thuật toán mới sát với thực tế. Lấy ví dụ, giá trị của Neymar hay Mbappe sẽ không có giá dưới 200 triệu euro, hay những cầu thủ thuộc dạng tài năng Wonder Kid sẽ dao động từ 50 đến dưới 100 triệu euro. Những cầu thủ tuy đẳng cấp nhưng ở độ tuổi sườn dốc sự nghiệp sẽ có mức giá trong khoảng 10 đến 30 triệu euro. Hệ thống tương tác đối thoại mới cũng được thêm vào game, cho phép người chơi có thể dễ dàng kiểm soát cuộc đối thoại và đặt mục tiêu theo hướng bản thân mình mong muốn. Điều thú vị nhất mà các fan PES bấy lâu nay vẫn hằng ao ước nay trở thành hiện thực khi được hóa thân vào một huấn luyện viên đẳng cấp thế giới, dẫn dắt đội bóng của mình đi đến thành công. Thay vì mất hàng tiếng đồng hồ để chỉnh sửa khuôn mặt của nhà quản lý sao cho đỡ kinh dị nhất có thể, những huyền thoại của làng túc cầu như Johan Cruyff, Diego Maradona, Romario, Zico, Roberto Carlos, v.v. Hoặc bạn cũng có thể đào thêm những fan huấn luyện viên như Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Pochettino từ những gamer. Tất cả họ sẽ xuất hiện trong Master League dưới tư cách là nhà quản lý của đội bóng. Hóa thân thành Johan Cruyff hay Pep Guardiola giúp Barcelona tiến đến cú ăn ba, hay Roberto Carlos đưa Real Madrid đến với chiếc vô địch Champions League trong nhiều mùa giải liền. Chỉ như vậy là đủ khiến người hâm mộ từ game này cảm thấy phấn khích. Bước tiến lớn trong việc sở hữu bản quyền. Bản quyền hình ảnh, thứ điểm yếu chí mạng của PES khi đặt lên bàn cân so với FIFA, trong khi đối thủ từ nhà EA sở hữu gần như đầy đủ bản quyền các giải đấu lớn trên thế giới, thì PES luôn khiến những fan hâm mộ bóng đá của mình, đặc biệt là fan giải ngoại hạng Anh, cảm thấy không hài lòng vì những cái tên trời ơi đất hỡi mà họ tự nghĩ ra để tránh bản quyền. Lấy ví dụ Manchester United thì là Man Red, Man City thì là Man Blue, Arsenal là North London hay Chelsea là The Blue London, Liverpool là Merseyside Red. Không những vậy, Konami thậm chí còn không có được bản quyền của Bundesliga. Thế nên việc những câu lạc bộ đến từ Đức bị xóa sổ trong tựa game này là hoàn toàn bình thường. Nhưng trong phiên bản mới này, PES 20 đã khiến FIFA 20 phải dè chừng vì sự vùng lên trong việc ký kết bản quyền hình ảnh với các câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Lần lượt Manchester United, Juventus, Bayern Munich hay Arsenal đều được xuất hiện với tư cách là đối tác chính thức của Konami, bên cạnh Barcelona, đối tác tài trợ lâu năm của họ. Sở hữu bản quyền Juventus đồng nghĩa với việc PES 20 cũng sở hữu hình ảnh của Cristiano Ronaldo, biểu tượng của làng túc cầu thế giới. Giờ đây, chúng ta có thể chứng kiến màn so kè giữa Barca của Messi và Juventus của Ronaldo trong một trận đấu, nơi mà cả hai được trâu chuốt nhất về mặt hình ảnh, trong khi ở FIFA 20, Juventus bị thay thế bằng cái tên Piemonte Calcio. Đây được xem như một động thái trả đũa FIFA của Konami sau bao năm bị đè đầu cưới cổ về vấn đề bản quyền. Bên cạnh đó, với Manchester United, câu lạc bộ sở hữu lượng fan hâm mộ lớn nhất hành tinh cũng được góp mặt chính thức với người đại diện là Scott McTominay để hút thêm số lượng lớn các Manusians đến với phiên bản này. Đương kim vô địch Bundesliga Bayern Munich và top 6 Premier League là Arsenal cũng góp mặt trong tựa game này. Bản quyền toàn bộ giải đấu Serie A cũng được Konami mang về PES 20, giải đấu có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo. Không chỉ có vậy, các cầu thủ thuộc những câu lạc bộ đối tác chính thức của Konami sẽ được quét hệ thống face scan 3D để xây dựng hình ảnh cầu thủ theo cách thật nhất có thể. Những sân vận động như Camp Nou của Barca, Allianz của Juventus, Allianz Arena của Bayern Munich hay Old Trafford của Manchester United cũng được các nhà làm game quét 3D để lột tả chân thực đến từng ngóc ngách. Đúng với cách đặt tên mới của mình, eFootball PES 20 đang hướng đến việc trở lại vị thế vốn có sau khoảng thời gian quá lâu bị kìm hãm bởi đối thủ đến từ EA là FIFA. Dù gặp thuận lợi trong số lượng lớn để phát hành trên hệ máy PS4 ở các nước châu Á, vốn là thị trường chính của Konami, nhưng điều này cũng chẳng là gì nữa so với con số mà FIFA 19 đã phát hành trên thị trường toàn thế giới, đặc biệt là ở hai thị trường màu mỡ châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, với những gì có được, eFootball PES 2020 được giới phê bình game đánh giá là người sẽ tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đua, vốn đã không cân bằng giữa hai tựa game PES, FIFA. Tạm bỏ qua những yếu điểm vẫn còn tồn động có thể kể đến như giao diện menu nhàm chán, AI cầu thủ đôi lúc vẫn hơi ngáo, sự trâu chuốt đồ họa của các cầu thủ không đều nhau, nhạc trong game không hay như những phiên bản cũ, bình luận trận đấu vẫn đi theo lối mòn, thì eFootball PES 20 là một tựa game bóng đá đáng để các fan hâm mộ thể thao vua trải nghiệm. Cơ chế vật lý mới, chế độ chơi mới, bản quyền hình ảnh là những điểm sáng nổi bật của PES năm nay. Với việc mời Lionel Messi làm đại sứ hình ảnh cho tựa game này kể từ phiên bản PES 2011, Konami đang gỡ nhắc một đế chế sẽ quay trở lại và mạnh mẽ hơn trước.
Trên đây là những đánh giá của cả bóng đá sau một tuần trải nghiệm tựa game này trên hệ máy PS4. eFootball Pass 20 đã chính thức được phát hành vào ngày 10 tháng 9 vừa qua trên 3 hệ máy là PS4, Xbox One và PC. Các bạn thấy phiên bản Pass năm nay như thế nào? Đừng quên để lại comment bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.